Thưa quý vị, hôm nay dù trời đã hửng nắng nhưng mà toàn miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Tại một số huyện vùng núi phía Bắc thì nhiệt độ vẫn tiếp tục duy trì ở ngưỡng rét đậm rét hại. Thậm chí là ở tại khu du lịch Sapa của Lào Cai thì nhiệt độ ngày hôm nay xuống đến mức là 2 đến 4 độ C. Và câu hỏi được rất nhiều người đặt ra mỗi khi có một đợt rét đậm như hiện nay, đó là Sapa đã có tuyết rơi hay chưa? Vâng, theo những gì tôi biết thì tuyết chưa có, nhưng mà băng thì đã xuất hiện. Trong sáng sớm nay, đỉnh Phan Xipang đã được bao phủ trắng xóa bởi sương muối, khiến cho nhiều du khách thích thú và thậm chí là còn thử trượt tuyết ở trên mặt sàn. Sáng sớm nay, đỉnh núi Phan Xipang, nóc nhà của Đông Dương xuất hiện sương muối và băng giá. Hiện tượng này xảy ra vào khoảng 5 giờ, nhiệt độ ghi nhận vào thời điểm này là âm 1 độ C. Những ngày trước, nhiệt độ ở Phan Xipang ở dưới mức 0 độ C, song do ảnh hưởng bởi mưa nặng hạt, băng tuyết không thể hình thành. Sáng sớm nay, trời khô ráo, hơi nước, sương sớm kết thành tinh thể băng, phủ trắng khắp lối đi. Vì vậy, nhiều du khách, đặc biệt là các bạn nhỏ thích thú với cảm giác được trượt băng trên sàn gỗ và xây hình người tuyết. Hiện tượng này không duy trì được lâu bởi khi mặt trời mọc, nhiệt độ tăng thì băng giá lại tan nhanh.